Chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi cuốn bẫy cả nhà ơi. Cái luồng bẫy này 2 tuần rồi cả nhà. Mình không có rảnh mình đi thăm á cả nhà. Thì bữa nay mình đi sẽ cuốn bẫy hết về mình đi đánh cái khu khác cả nhà. Thì trời lúc này cũng sắp mưa rồi. Chuyển mưa nhiều lắm. Mây đen này cả nhà. Để mình đón cái vụ mưa xuống á cả nhà. Chuyến này mình đi đánh xa cả nhà ơi. Mình với Tướng Anh chuyến này đi đánh xa. Thì ở đây mình có đặt cái bẫy này nè. Chúc cả nhà buổi sáng thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Trái đu đủ. Chuột nó lên đây nó ăn. Chỗ này im lắm mà không thấy dính cả nhà. Thăm mấy quận mà không thấy dính. Lăn cái bẫy luôn. Chuột còn cả nhà. Đây ruộng khô hết trơn cả nhà, mấy ao tôm này nè. Ta khai cạn ra hết. Để người ta chuẩn bị lấy nước vô người ta thả lại cái mới cả nhà. Ở đây mình có đặt con cái nè. Trước thì mình đặt ở bên đó đó. Bị người ta thăm hoài. Thấy gì cái mình dời qua bên này coi cái có không. Wow, có cức rồi cả nhà ơi. Ẻ một bãi quá trời luôn nè, không biết gắn gì nữa nha. Nhà thấy à, như một bãi trình ình luôn này, nay chắc hổ ngựa quá. Ồ, hổ ngựa. Hổ ngựa. Hổ ngựa cũng nhỏ cả nhà. Hổ ngựa nhỏ mà nó ẻ một bãi quá trời. Trời ơi, nhỏ xíu xíu. Cái thứ hai đựng con nha cả nhà. Nhỏ quá nữa chắc mình thả luôn. Con này được 3 lạng. 3 lạng rồi cả nhà ơi. Cái tổ ong rồi đó mình thấy ở đây mình chưa kịp lấy nên ta lấy mất tiêu cả nhà. Tại vì 2 tuần rồi. Tính ra cũng 1 tháng rồi mình không có lại đây. 2 tuần rồi, 2 tuần rồi là từ lúc mình thấy á cả nhà. Tới giờ là 1 tháng rồi. Bị người ta lấy à. Uổng quá cả nhà. Mình định trưa nay mình đi thăm cái luồng bẫy này về mình bắt á, cuối cùng bị người ta lấy luôn. Uổng quá, nó nằm trên cái kèo trên đó đó. Đây nè, ta leo lên trên này, ta đi lên trên đó cái ta bắt à. Uổng ghê. Tổ ong cũng bự lắm cả nhà. Ở dưới đây mình còn cái nữa cả nhà. Khu nhà quan. Dính được 2 con tới giờ. Tình gọi mình không có thăm. Dính được 1 con nó thành khủng cho nó. Nó đã lâu lắm rồi cả nhà. Không có thấy không thành khủng. Nhẹ hiệu cả nhà. Chuột còn luôn. Đây con cái nha cả nhà. Cái này cũng đã lâu lắm rồi mà không thấy dính cả nhà. Ở đây người ta có giăng lưới gắn rồi nữa cả nhà. Ta lưới gắn ở đây. Dài 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 qua tới đó. Chưa thấy cuốn. Giờ trời mưa, sắp sửa mưa rồi cả nhà. Nói chung anh em đồng nghiệp ai người ta cũng chuẩn bị xuống bẫy này kia để đón những cơn mưa đầu mùa rồi cả nhà. Thường thì đầu mùa mưa thì gắn nó chạy rất là mạnh nha. Nên mình cũng tranh thủ cuốn cái luồng này để mình đi đặt chọn địa điểm cho nó đẹp đẹp một chút cả nhà. Chắn lỏng rồi. Chỗ này im quá, im mà không có gắn thôi. Ngộ thiệt. Gắn bẫy trong đồ từ lứa hết trơn sao còn gắn nữa. Lôi gác vô trong này, bấy sấy trong này. À. Tới cái bẫy hôm rồi dính được con không mang nè cả nhà. Không mang 700 g. Đợt này có dính con gì nữa không? Nghe hiểu cả nhà. Thôi chuột nó tung ra liền.
chuột con nào nó chập bá chứ, biết nói chuyện hết. Rồi tới cái mé sông cả nhà ơi. Cái mé sông này thì thôi rồi, thăm quận này nó quận thứ 5, cũng là mình cuốn luôn, không thấy dính được con gì luôn. Chỗ nó im mà nó dở, trời ơi trời, đâu tiêu người ta. Ờ thuốc trên đây nè, cỏ nó mọc quá trời, hai tuần lễ rồi. Rồi không có nghe hiểu, chuột chết luôn, hết lúa chuột chết luôn cả nhà. Đúng ngu tỏi. Chỗ này mình ăn cũng khá nhiều cả nhà, ba con hổ hạnh với thêm con hổ ngựa nữa, chắc hết luôn. Không có bự nhưng mà nó nhỏ nhỏ không à. Trời ơi trời, vô con chuột cống gì hay gì nè, nó chết sựng lông lên luôn. Cuốn bẫy nãy giờ không có dính hết trơn mọi người. Còn có ba cái khu này nó hết trơn luôn nha mọi người. À, cái này nó dính được con hổ ngựa. Rồi chấm lỏng. Chuột còn không đây? Chuột còn. Có cái bự không? Bự quá thì mình thả luôn chứ rồi. Ô, chuột này còn nhỏ, còn đặt được. Mai đi, mai mình đi chuyển đi cái khu khác mình đánh. Khu này đặt hoài biết hết rồi mọi người ơi. Đón đón mùa mưa xuống rồi. Rồi bài chuối. Chỗ này là hết chín luôn. Lần đầu tiên thì thơm, trời ơi dính thấy ham. Chuyến nào đi cũng dính hết trơn. Bây giờ thì phập. Hết chín rồi. Hết gắn thì hết chín. Ba chuyến. Ba chuyến liền dính con nào hết. Chỗ này là đó, bốn con, ăn bốn năm con lia lịa chứ, một con hai con. Chiếc này thì phọc chuột bự rồi. Chuột này mình thả luôn nha, để bự quá vô nó cắn chết mà gắn mình hết. Phóng sinh mọi người ơi, đi đi con, đi đi, đi tìm bạn mà đi. Còn liếng tiếc nữa, không muốn đi nữa. Còn cái cuối cùng ở đây luôn nha mọi người. Cái này hôm rồi dính còn không hành nửa ký nè. Dính chỗ này dính được hai con. Hai con cỡ một. Có một ôm tùm hết trơn. Nghe hiểu luôn mọi người ơi. Chuột còn luôn. Chuột cống. Chuột cống con nè mọi người. Không lấy nét được. Rồi mình gom hết cái số 7 của cái luồng 7 này luôn nha mọi người. Dính được có một con hổ ngựa duy nhất à. Nãy mình đem về nhà hết 8 cái à. 8 rồi. Ở đây cái nó là 9 cái, 10 cái. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cái. Cái luồng này 19 cái dính được có một con hổ ngựa nha mọi người. Con hổ ngựa này tầm 400 gram, mình thả con này luôn nha. Thả vô trong cái khu này luôn. Con này lột da. Lột da cái đầu. Lột da mấy nha. Thả nó cho nó bự rồi tới mùa mưa, tới mùa năm sau mình quay lại mình bắt nó nha. Rồi đi đi con. Đi đi. Kiếm chuyện với tao làm chi vậy? Tao thả mà đi mà.
Rồi mình cũng xin khép video lại tại đây nha mọi người ơi. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Nhớ cho mình một cái like và một đăng ký nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.